Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người hôm nay mình chuẩn bị làm một siêu xe mới mọi người ạ. Giờ hơi tối rồi kìa. Đấy, giờ hơi tối rồi cho nên là quay hơi bị đéo, hơi mờ mờ một tí mọi người ạ. Mới thông báo mọi người mới mua một quả máy cắt chất thương. Đấy, mới mua quả máy cắt này về cho việc chuẩn bị làm vài con siêu xe xịn sò mọi người ạ. Xịn sò vãi. Tối qua một cái này nhìn hơi khó mọi người nha, tóc hơi đều đều đấy mọi người. Đây mình sẽ tận dụng lại con khung xe ngày xưa, khung xe đều đều ngày xưa mình làm lại đấy, chuẩn bị làm con siêu xe mới. Vừa cắt một đống thứ này, tôi phải lấy làm bánh căm không mọi người, bánh căm này, làm cái bánh xe này nhá. Mình làm ô tô nhưng mà ô tô đạp bởi ô tô đạp làm đều đều thôi mọi người ạ, không làm xịn nữa, làm xịn thì để thằng nhất nó làm một con khác mọi người ạ. Mình làm một con và thằng nhất làm một con chất đạt chất tại trường. Đây, nó vừa đi mua được hai quả lốp bị quả lốp ô tô không được mỏi hết rồi, hai quả lốp tô. Cái gì đây? Lốp gì đây? Con the ni thồ cái đi giáo gì ấy? Không biết. Nhưng mà hai quả lốp mình trông xịn xò phết. Xe đây. Một tụi tối cho quên chiếu bóng, cắm bóng điện rồi mọi người ạ. Xe này, màu xanh, các bạn này nhìn nó bóng chưa rồi. Bóng quay trưởng luôn. Đấy, rồi tối lắm rồi, coi mình chuẩn bị thiết kế lại cái bộ siêu xe này. Đấy, chuẩn bị thiết kế lại siêu xe này. Xe đạp nhưng mà có giảm sóc, có thực lái cho nó sướng, nhưng mà không biết đạp có nặng không, không biết. Chỉ biết là làm được xe đạp nhá. Đấy, sắp tới mình sẽ làm con xe đạp này. Mình thích xe đạp hơn cho nên mình làm xe đạp. Làm mấy con cho xịn xò quá nó lại mất lắm tiền, cho nên mình làm con siêu xe đều đều mà mình đạp đi học cho nó chất. Đấy, à xe đạp học, xe đạp đi học. Cun à quên thông báo mọi người là mất con cún rồi, bị trộm bắt mất con cún nó, bắt mất con golden nó. Buồn quá, trời, còn có hai con này thì rất là ngang này mọi người, con hơi bấy thả ra phát này nó chạy tứ lung tung quá. Sau này lại làm lại con xe đạp mọi người ơi, đặt xe đạp này cho nó chết, xe đó cho nó chết. Năm bạn mới sắm con máy cắt kia để làm vai thứ xe xịn. Các bạn là làm cái con máy cắt tay này nó hơi bị khó nhiều thứ, cho nên là mua luôn máy cắt bàn. Anh em mình phải mua cái cắt bàn từ lâu rồi là cho nó dễ. Nhưng mà thôi, cần này mới có tiền mới mua đấy. Cần này có tiền mới mua được. Có cái này chắc có ra một ngày hai bọn mình sẽ mang ra đường đi nó chất, mang ra đường đi. Cái bản này lục tục quá. À đâu chất, nhìn trời tối bóng không nhỉ, nhìn cái bản này bóng mấy xuống. Bóng ánh sướng luôn, đẹp chưa? Một tụi là nhìn nó kiểu rùi mờ rồi gì vậy, khó chịu. Ý, nhìn góc này thì ngầu ấy chất hạ gầm sát đất rồi, tội tối quá trời, quên không cắm điện rồi quay. Bóng ánh sướng. Chất
Đây chuẩn bị ra mình thì mọi người bảo là cái con này không lắp bánh trước, à bánh ô tô trước. Con Amui đi không lắp bánh ô tô trước thì bọn mình không lắp đâu. Quả bánh này, bánh hai quả bánh này để dành làm con sau cho nó dễ. Đấy. Này con sau luôn. Con này là chuẩn bị thằng nhết nó sẽ làm nhé mọi người. Thằng nhết nó sẽ làm con gì đó không biết, Macaben hay Ferrari gì ấy. Nhưng mà chất con này làm xịn sò hơn con Lamborghini nhé. Nhưng mà trong cái thời gian của mình làm ấy, mọi người vẫn hoàn thiện con Lamborghini nha mọi người. Vẫn phải hoàn thiện Lamborghini cho nó đẹp đẽ. Một tội rồi tối quá mọi người ạ. Nhìn nó hơi khó chịu nhỉ. Rồi tối nhưng ve kêu o o o o o o. Ve kêu o o o. Con này là bánh máy cày nhưng mà con tháo máy cày ra, tháo bánh máy cày ra làm bánh scrap thôi. Làm bánh scrap mình thích bánh tăm, nó chung nó đẹp hơn là bánh này. Mình thích bánh tăm đấy hơn cho nên là mình làm bánh tăm luôn. Để tối khó chịu nhỉ mọi người. Nói coi mình đang chuẩn bị đang làm cái gì vậy? Cái bộ giám sát của đếch lái ở bánh ấy, chụp bánh ấy. Xong rồi con này nhân tiện quay cho mọi người xem luôn. À, cái bộ này. Bộ này mình cắt ra rồi, cắt nát bét rồi. Cắt nát bét rồi, mỗi tối rồi mọi người. Bộ này đi. Có nhìn thấy không mọi người? Chắc không nhìn rõ rồi. Tối quá. Quên không cắm bóng điện rồi. Thôi vậy thì tối giờ tối quá mọi người. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì thông báo cho mọi người biết là mình đang chuẩn bị làm con siêu xe mới nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Bye bye.